Như ví dụ trong clip này, sau khi cho phần âm thanh vào, các bạn sẽ phân biệt được có phần trước cao trào và phần sau cao trào. Ở giữa là phần chuyển nhạc, các bạn ấn vào phần nhạc. Ở bên dưới thanh công cụ có phần khớp, ấn vào phần khớp. Sau đó di chuyển đến điểm chuyển nhạc, ấn thêm nhịp. Ấn vào dấu tích cuối màn hình để xác định điểm nhịp. Sau đó các bạn di chuyển điểm nhịp này đến giữa hai clip đoạn biến hóa trước sau ở giữa phần chuyển cảnh. Và đây là kết quả. Hands up high, high, 'cause people never die.